Chào mừng các bạn đã đến với video này của mình nhé Ở trong video này thì mình sẽ dẫn các bạn học phần thứ 15 Cái tổng hợp từ vựng HRK4 nhé Chúng ta bắt đầu nào Từ vựng số 141 Cu tan Ku tan là tính từ có nghĩa là cô đơn Ví dụ Hấn chiếu Hấn chiếu ý chén Nủy ý cửa rấn. Zài shì sảo tỏ phê chóng cu Có nghĩa là đã lâu rồi, nữ hoa cảm thấy rất cô đơn trong thế giới một mình. Thì uh, phân tích chúng ta sẽ có ở đây, có tận uh, 5 cái thanh ba. Thì mình giữ nguyên cái thanh ba này bạn, thanh ba cuối cùng bên phải. Còn tất cả những thanh ba phía trước đó mình đọc hết là thanh hai. Vậy sẽ đọc là hấn chiếu, hấn chiếu, ỉ chén từ hấn chiều này có nghĩa là rất lâu hấn chiếu hấn chiếu đây là nó nhấn mạnh các bạn rất rất lâu về trước ý chiến nùi wo à, là nữ hoa nhé ý cỡ rắn là một người trai sư sỏ có nghĩa là trên thế giới à, cảm tỏ là cảm thấy phê chóng là hết sức hoặc là rất cu tan là cô đơn à, xin mời bạn đọc lại nào hấn chiếu hấn chiếu ý chiến Nữ娲一个人在世上感到非常孤单. từ vựng một trăm bốn mươi hai. chi, chi là động từ có nghĩa là tính toán hoặc là ước tính. Ví dụ, gu chi tha hôm nay huế lại, tức là theo ước tính á, theo tính toán á, thì uh, anh ấy sẽ trở lại trong ngày hôm nay thì từ cu này có nghĩa là theo tính toán bạn nhé tha là anh ấy Jin thiên là hôm nay quấy lại là quay trở lại vậy câu này sẽ đọc là cu -ji tha jin thiên quấy lại từ vựng số 143 cu li cu li là động từ có nghĩa là cổ vũ khuyến khích ví dụ này chưa chen chủ rần cổ lý gia, nỗ lý hoàn thành, tăng Ở đây thì chúng ta có thể đọc là tăng à tăng tăng trưởng chỉ tiêu. Tùy các bạn nhé. À, có nghĩa là phân chủ nhiệm cái phân xưởng khuyến khích mọi người nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu tăng gia sản xuất. Phân tích á, chúng ta sẽ có từ trưa này, từ trưa chiên này bạn có thể hiểu là phân xưởng nhé. Trưa chiên là giữa các cái phân xưởng á. Chủ rần là chủ nhiệm. Cố lì là cổ vũ khuyến khích. Tả cha là mọi người. Nú lì là nỗ lực. Hoàn trống là hoàn thành. Trân cha à, trản có nghĩa là tăng sản. À, từ trân trản này có nghĩa là uh, có nghĩa là tăng gia sản xuất bạn nhé. Cái cụm từ này có nghĩa là tăng gia sản xuất. Trừ bèo là chỉ tiêu. Vậy cái cụm từ trân trản chỉ tiêu có nghĩa là chỉ tiêu tăng gia sản xuất hoặc là à, gọi là tăng cường sản xuất các bạn. Giờ xin mời các bạn đọc lại nào. Trưa Giang chủ nhận, cổ lệ大家努力完成增產指標. Từ vựng 144. Cú trỏ biến điệu thành ba từ, từ cũ đọc là cú bạn nhé. Cú trỏ có nghĩa là À, vỗ tay ví dụ này tay biểu mình rửa lìa cú trọ biểu sử, hoan yếng tức là toàn thể đại biểu nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh ở đây chúng ta sẽ có từ đại biểu là đại biểu tay biểu mình là số nhiều nhé tức là các đại biểu hoặc là toàn thể đại biểu cũng được rửa lìa có nghĩa là nhiệt liệt cú trọ là vỗ tay Biao là biểu thị, hoan yếng là sự chào mừng. Vậy cái cụm từ biểu thị hoan yếng, bạn có thể dịch là hoan nghênh thôi là được rồi. Mời bạn đọc lại nào. Tai biao man, rơ lìa, cú trọ, biao shì, hoan yếng. Từ vựng số 145. Cụ, khở, thanh bốn bạn nhé. Cú khở, chúng ta đọc rất khoát từ danh đây là danh từ có nghĩa là khách hàng ví dụ này cụ cửa trừ sọ có nghĩa là khách hàng là thượng đế ở đây có tận bốn cái thành bốn cụ cửa là khách hàng trừ là là nằm nhé, ở vị trí đấy bạn từ sọ này là là thượng tức là ở bên trên vậy trừ sọ thì bản dịch là thượng đế đây là cụm từ khách hàng là thượng đế nhé. Cụ cửa trừ sọng. Từ vựng 146. Cú y. Cú y là cố ý. Ví dụ, Tha cố y Và sân in thí cao. Hào in chỉ ta cha ta chú y. Có nghĩa là anh ta hoặc là anh ấy cố ý nói thật to để mọi người chú ý đến. Ở đây từ tha là anh ta này. cố y là cố ý. ba là, 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 là đem nhé. Sân in là danh từ. Sân in là danh từ là âm thanh. Thì cái cụm từ bả sân in này có nghĩa là đem âm thanh. Thí cao có nghĩa là động từ. Là, là nâng cao lên, là to lên. Như vậy bạn chỉ cần dịch ý, là anh ấy cố ý nâng cao cái âm thanh của anh ta lên. Tức là anh ấy cố ý nói to lên. Đấy, bạn có thể dịch hai kiểu như vậy. À, từ hỏi này là dễ dàng nhé. Ở đây, theo nghĩa này sẽ dịch là dễ dàng. in chỉ là thu hút hay là hấp dẫn hay là chú ý ở đây từ hào yến chỉ hoặc à, có thể đọc là hào yến chỉ hào yến chỉ giữ thanh chữ chỉ này thôi còn hào và yến đọc là in nhé ta cha tờ chú ý từ chú ý này là danh từ chúng ta sẽ dịch nó trước chú ý của ai của mọi người hay à, là sự chú ý của mọi người nhé bạn đọc lại nào thao cú ý Sân yên thí cao. Hào yên chỉ tả đa từ vựng 147 Quả Quả là treo hoặc là móc Ví dụ chúng ta có một cái danh từ là quả trung Quả trung là đồng hồ treo tường Ở trong đó từ quả này là treo nhé Còn từ trung này là cái đồng hồ Đây bạn cái đồng hồ này nhé. Chúng ta sẽ gọi đây là quả trung. Quả trung. Từ vựng 148. Quan chèn. Quan chèn là điểm mấu hoặc là điểm then chốt hoặc là điểm mấu chốt. À, hoặc là then chốt hoặc là mấu chốt. Hoặc là quan trọng. Cái này dịch như vậy bạn nhé. Ví dụ này. Mua chiếng khoảng quân quầní ta quan là hiểu rõ tình hình ấy là gì um, là cái, cái 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 tầm quan trọng là cái điểm mấu chốt của cái việc giải quyết vấn đề thì từ mua mua là mò hay còn gọi là tìm hiểu nhá từ chinh này là rõ này từ mua chinh có nghĩa là tìm hiểu rõ Chính khoảng là tình huống sự là là ở đây chúng ta sẽ có từ quan triển, quan triển là điểm mấu chốt, đây là danh từ, mình sẽ dịch trước. Quan triển gì thì cả cái anh này này, chỉ ở chế quân thí này, à, có để, à, giải quyết vấn đề. Thì đây là cái gì? Cái định ngữ cho cái danh từ này. Vậy chúng ta sẽ dịch thì à, hiểu rõ tình hình ý là gì? Là điểm mấu chốt của việc giải quyết vấn đề. Đấy, cái chỗ này à, chúng ta giải quyết vấn đề ở chỗ này. Đấy, bạn nhé Chúng ta đọc lại nào mua chiên chiến khoảng sự chia chế quân quan diện. Tiếp theo, 149. Quan trọng. Quan trung là danh từ uh, có nghĩa là quần chúng hoặc là khán giả. Ví dụ nhé. Tiền sử quan trọng. Uh, có nghĩa là khán giả truyền hình. Ở trong đó thì từ tiền sử này có nghĩa là TV à, tức là truyền hình còn từ quan trọng này là khán giả cái cụm từ uh, tiền sử quan trọng bạn học thuộc lòng luôn là khán giả truyền hình tiền sử quan trọng từ vựng số 150 quán lý à, từ quản này đọc là quán nhá. quán lý có nghĩa là quản lý ví dụ quán lý trái ủ có nghĩa là quản lý tài vụ. Ở đây chúng ta sẽ có từ trái ủ, trái u là tài vụ, là tiền bạc các bạn. Còn từ quán lý này thì biến điện thanh ba, lẽ ra là quản đấy bạn. Nhưng biến điện thanh ba mình đọc là quán, Quán lý là quản lý, Quán lý trái ủ là quản lý tài vụ. Thưa các bạn, vừa rồi là video uh, phần thứ 15 học về uh, tổng hợp HSK4 nhá thì uh, nếu như bạn có gì thắc mắc hay chưa hiểu lắm, uh, hay là đơn giản là động viên tinh thần mình thì hãy comment ở dưới nhé. Mình uh, thêm động lực để mình hỗ trợ các bạn, giúp các bạn cũng là giúp chính mình thôi. Thì uh, chúng ta hãy cố gắng nhé. Và nếu bạn cảm thấy video của mình hữu ích, giúp được bạn, uh, hãy đăng ký kênh, bật thông báo để chúng ta cùng nhắn rèn luyện nhé. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn nhé. Tạm biệt.